thưa các bạn, nhà thơ Giang Nam đã rời xa chúng ta. Ngày tiễn đưa nhà thơ Giang Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều có một bài tiễn đưa thật xúc tích và cảm động. Nhìn lại toàn bộ cuộc đời của ông, chúng ta nhận thấy rằng mỗi ngày sống của ông là một bài thơ lớn, và mỗi bài thơ ông viết ra đều mang hơi thở một đời sống lớn của dân tộc. Ông là một ví dụ được viết hoa cho lẽ sống của một con người. Con người mang tên Giang Nam ấy đã dâng hiến không mệt mỏi cho những điều tốt đẹp nhất của dân tộc. Ông là một ví dụ được viết hoa cho sứ mệnh của một nhà thơ. Nhà thơ mang tên Giang Nam ấy đã viết những câu thơ bằng nước mắt, bằng máu và bằng một tình yêu lớn cho khát vọng của con người trên mảnh đất này. Ông để lại cho chúng ta hai di sản không gì thay thế, đó là những năm tháng ông đã sống và đó là những câu thơ ông đã viết. Trong gia tài sáng tác của mình, nhà thơ Giang Nam để lại không thật nhiều những bài thơ. Nhưng trong số không nhiều đó lại là những bài thơ được rất nhiều người biết đến và học thuộc, tạo nên thương hiệu độc nhất vô nhị của ông. Chắc chắn Quê Hương và Nghe Em Vào Đại Học là hai bài thơ như thế. Xin mời các bạn nghe lại hai bài thơ rất nổi tiếng này của nhà thơ Giang Nam. Nghe Em Vào Đại Học. Nghe Em Vào Đại Học. Nửa tin nửa ngờ, tên lại trùng tên. Hôm nay nhận được thư em, nét chữ nghiêng nghiêng cười trên giấy trắng. Anh ngồi đây thấy trời hừng nắng trên hồ hương và trên mái đầu em. Ngọn gió quê hương sông dạch dịu hiền. Miền Nam em vẫn còn nhớ, kháng chiến năm nào gian khổ, đồn giặc đổ vây thôn xóm tiêu tàn, trường dẫn biết rồi còn lại ánh trăng. Nghe Em Vào Đại Học. Nửa tin nửa ngờ, tên lại trùng tên. Hôm nay nhận được thư em, nét chữ nghiêng nghiêng cười trên giấy trắng. Anh ngồi đây thấy trời hừng nắng trên hồ Gươm và trên mái đầu em. Ngọn gió quê hương sông rạch dịu hiền. Miền Nam em ơi còn nhớ, kháng chiến năm nào gian khổ, đồn giặc bủa vây thôn xóm điêu tàn, trường giặc đốt rồi còn lại ánh trăng. Giữa hai trận càn anh dạy em học chữ, màu than đen vẽ trên tường gạch đỏ, những lá cờ sao bên những vòng tròn, đầu nghiêng nghiêng theo nét chữ run run. Có những buổi học em học bài không thuộc, anh không mắng nhưng em buồn, em khóc. Thương em anh cố dỗ dành, ráng học sau này cho được bằng anh, để chép bài ca, đọc thông tin tức. Ôi, mơ ước tầm thường đơn giản nhất sau ngày xưa vẫn quá lớn em ơi. Bài ca hôm nay em chép được rồi, không phải bài ca đoàn quân đi thủa trước. Anh chưa bước chân vào trường đại học, chưa lên giảng đường, chưa mặc áo sinh viên, chưa biết vì sao ngày tối tiếp liền, chưa biết quê ta nơi nào nhiều quặng. Giặc dành cho ta nhà tù bom đạn, 7 năm rồi trong máu lửa đấu tranh. Thầy giáo dạy em năm trước học vần, vẫn chưa vượt qua chương trình cấp 1. Vẫn chật vật với những bài số học, thư viết cho em phải xóa sửa mấy lần. Anh không buồn vì anh biết em anh đang ngồi thay anh dưới mái trường đại học. Mai ngày nước nhà thống nhất, em lại về dạy chữ cho anh. Không phải bằng than vẽ trên gạch thềm đình, không phải phập phồng giữa vòng đai giặc. Em sẽ bảo anh cố lên gắng học, anh sẽ mỉm cười nhớ những đêm trăng.
chế độ cho em đôi cánh chim bằng và vinh dự được làm người đi trước. Anh sẽ để riêng một đêm thức suốt kể em nghe chuyện chiến đấu miền Nam. Câu chuyện mở đầu thủ ấy ở quê hương, anh chỉ học có một trường cách mạng. Bài thơ Quê Hương được nhà thơ Giang Nam sáng tác năm 1960 khi nghe tin vợ và con ông bị giết hại ở nhà tù Phú Lợi. Nhưng thật may mắn, đó không phải là sự thật, đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Có thể nói, Quê Hương là bài thơ hay nhất của nhà thơ Giang Nam. Thủa còn thơ ngày hai buổi tới trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo trăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Có những ngày trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao, mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc. Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích. Mạng bùng lên rồi kháng chiến trường kỳ, quê tôi đầy bóng giặc. Từ giã mẹ tôi đi, cô bé nhà bên có ai ngờ cũng vào du kích. Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích, mắt đen tròn thương thương quá đi thôi. Giữa cuộc hành quân không nói được một lời, đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại. Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi. Hòa bình, tôi trở về đây với mái trường xưa bãi mía luống cày, lại gặp em thẹn thùng nấp sau cánh cửa, vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ chuyện chồng con khó nói lắm anh ơi. Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi, em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng. Hôm nay nhận được tin em, không tin được dù đó là sự thật. Giặc giết em rồi, quăng mất xác, chỉ vì em là du kích em ơi. Đau xé lòng tôi, chết nửa con người. Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm, có những ngày trốn học bị đòn roi. Nay yêu quê hương vì trên từng nắm đất có một phần xương thịt của em.